MRMG cũng yếu nhỉ. MRMG yếu à. Anh em nhìn thấy đỉnh chưa? Thấy ba ba đỉnh chưa? Sẽ có đỉnh thứ ba tại cái vùng này này. Vùng 67.3 là một đỉnh, hai đỉnh. Đỉnh suy yếu là đang nhìn thấy rất rõ ràng rồi. Đấy, sau khi bật lên nhá. Kể cả cái trước đấy là một cái đỉnh lên này. Đỉnh này lên đến đây nó đỉnh khá là ít, khá là gần nhau. Sau đó lại về cái đỉnh này. Thì bây giờ nó chỉ lên đến tầm 67 là căng. Nên anh em đang có 66 đỉnh, mai là bật lên một tí là bán được rồi. Nhưng nó lên đến đây mà nó xuống tiếp thì có khi là nguy hiểm hơn. Đấy là MWG, một cái mô hình gọi là ba đỉnh suy yếu. Là anh em phải nên bán tầm giá 67 nhá. Kể cả nó bật lên trên 67 hay 68 đi chăng nữa thì sóng này vẫn là sóng yếu. Sóng này vẫn là sóng yếu đối với MWG. Mình không kỳ vọng chút nào với những thằng này anh em nhé. Đều là trend giảm hết. Trend giảm BR. Bao cũng trend giảm đây. Bao trend giảm thủng cái đáy luôn, thủng đáy 12.5. Đang kiểu như đang suy yếu nó kiểu là bo tung xẻo ấy, anh em ạ, bo tung xẻo. Cắt từng tí một, cực kỳ khó chịu luôn. Mấy cái nhóm như này thị trường nó gãy thì nó sẽ lại bung ra một vài cây xong lại hồi lên nhẹ xong lại gãy tiếp thôi. Phương pháp lướt sóng đã được chứng minh hiệu quả. Ví dụ như VGI lãi 80% trong vòng hơn 1 tháng, LPB lãi 56% trong vòng 2 tháng và rất nhiều cổ phiếu khác lãi từ 5 đến 10% trong vòng 2 tuần nắm giữ. Để được tư vấn cổ phiếu lướt sóng và cơ cấu danh mục, quý vị hãy liên hệ ngay qua Zalo 0932296768.